lấy kẻ tệ bạc làm chỗ giúp đỡ. Cho nên mới phải rời khỏi gia đình đi cầu đạo Phật, xa rời cái ngôi nhà khổ đau đi cầu đạo Phật. Cho nên ở đời nó có một cái câu nói thế này, câu nói phỉ báng Phật đến thậm tệ như thế này: cha mẹ là Phật trong nhà, thờ cha kính mẹ hơn là đi tu. Nghe qua có vẻ hay ha, nghe qua cái chỗ này có vẻ hay lắm. Ừ, đạo hiếu mà. Đức Phật bảo hiếu lớn nhất, cho ăn là cho lực, cho ăn tức là cho cha mẹ ăn ấy, thì cha mẹ thêm nghiệp lực tham lam ăn uống. Cho mặc là cho sắc, cho mặc là cho thêm dục, thêm sắc dục. Ai cho người trú xứ, người ấy cho tất cả. Ai giảng dạy chánh pháp, người ấy cho bất tử. Một người con có hiếu thì phải hiểu đạo. Hiếu là hiếu đạo. Một người học Phật là phải hiếu đạo, là phải hiểu lý nhân quả, lý sắc dục, lý bất tịnh. Cho nên mình phải siêng năng tu hành để mà giác ngộ, để mà gieo duyên, để mà giáo hóa cho cha mẹ hiểu đạo, để mà tu hành, để cho cha mẹ tu hành, cho cha mẹ bớt khổ đau, keo kiệt, bùn xỉn, làm ác, thì mới là người là con có hiếu đạo. Hiếu đạo là cái hiếu chân chính nhất. Thế cho nên không cẩn thận làm hại cha mẹ. Cái bà cụ hôm qua ở Hải Dương đến đây, ốm đau con cháu cho ăn béo phì và ngồi lê lết. Cho ăn là cho lực, là cho cái nghiệp lực khổ đau đó, ngay chỗ đó. Cho nên cuối cùng phải đưa cha mẹ, đưa mẹ đến đây để tu học, để bớt đi khổ đau, để bớt đi cái nghiệp lực khổ đau vì dục ăn, dục ngủ, dục tham lam. Cho nên cho ăn là cho lực, là cho cái nghiệp lực khổ đau. Cho mặc là cho sắc. Thế nên đừng cho con cái sung túc, mà hãy cho con cái sự đạo đức. Đừng cho cha mẹ sự sung túc, mà cho cha mẹ hiểu đạo, để cho cha mẹ bớt đi khổ đau, bớt đi làm ác. Cha mẹ mình sát sinh thì hãy bảo cha mẹ tránh sát sinh, để cha mẹ đỡ phải gánh nghiệp khổ. Cha mẹ tham lam thì bảo cha mẹ học Phật mà bớt đi tham lam, keo kiệt. Cha mẹ sân hận thì bảo cha mẹ hiểu đạo, hãy buông xuống. Cho nên ở nhà thờ cha kính mẹ hơn là đi tu ư? Bây giờ sao lại nói cha mẹ là Phật trong nhà? Đó là một sự phỉ báng. Ông bà nhà tôi còn sát sinh, còn hại vật, còn làm ác, sao nói là Phật? Phật thì Phật sát sinh, Phật thì Phật ác vậy. Cho nên ví cha mẹ mình là Phật ư? Đức Phật cần phải đi tu và sau này về độ cho cha mẹ mình. Sống chung không chịu đi tu, không chịu tìm đến bậc sa môn, ở nhà với cha với mẹ. Cha mẹ coi cha mẹ là Phật trong nhà, một sự phỉ báng thậm tệ, phỉ báng Như Lai. Ông sát sinh, ông dâm dục, ông tà, ông nói láo, ông uống rượu, ông cha uống rượu tì tì, bảo cha mẹ mình là Phật trong nhà, Phật nào uống rượu, Phật nào chửi vợ chửi con, bê tha bất tỉnh, Phật nào Phật vô minh như vậy, Phật nào Phật giết gà giết vịt. Làm gì có Phật nào thế mà thờ. Cha mẹ là Phật trong nhà, thờ cha kính mẹ hơn là đi tu. Coi thường Phật pháp, coi thường Đức Phật, coi thường con đường của Đức Phật. Ở nhà
thờ người ác. Ở nhà thờ ma vương. Trưởng lão bảo cha mẹ là ma vương, vợ con là ma vương, anh em là ma vương. Tại sao nói là ma vương? Vì nó tham, nó ác, nó sân, nó si, nó đối kỵ, nó ôm giữ, nó ngăn cản. Ma vương trước khi đi tu bao giờ chả bị ma vương nó lôi lại. Vợ nó nỉ non, con nó nỉ non, cha mẹ ngăn cấm. Thầy Pháp Lưu bỏ quan đi tu mà về bà mẹ bà còn cấm. Bà bẩm mày đừng có mà vác cái mặt mày về đây. Thầy bảo mẹ ơi, bây giờ con không còn đường đi, mẹ cho con về nhà, con lên sau cánh rừng, con làm cái thất, con tu hành. Bà mẹ thầy chửi tê tua, mày đừng có vác mặt về đây, tao xấu hổ với mày lắm, đang ăn sung mặc sướng làm quan, dòng họ kính trọng, mày trở thành cái thằng ăn mày, mày về đây lấy gì mà ăn, mày về đây tao xấu hổ, tao nhục nhã với dòng họ lắm, mày đừng có vác mặt về đây. Họ như vậy. Cho nên đuổi. Trong khi thầy quyết định đi tu, quyết định ẩn tu, rừng nhà thầy mênh mông, đất đai của cha mẹ thầy rộng lớn, có cả một, gần như một trang trại rộng lớn. Từ nhỏ anh em thầy đã trồng cây, nhưng mà cuối cùng trở về. Khi làm quan thì người đời người ta trọng vọng, khi mình trở thành người quyết tu theo Phật buông bỏ thì người ta khinh bỉ, bởi vì đời trọng danh, trọng danh, trọng uy quyền, trọng vật chất. Cho nên là một cái người tu hành người ta khinh rẻ. Bà ấy bảo mày điên rồi. Bây giờ thì bà ấy bắt đầu hiểu ra đạo Phật là gì, là theo giới luật không sát sinh, không làm ác, sống buông xả. Bà ấy bắt đầu nghe sách trưởng lão. Nếu thầy không đi tu, không bao giờ bà ấy hiểu đạo Phật là gì. Bà ấy chỉ hiểu đạo Phật từ những lời ngon ngọt của các bậc giảng sư cầu phước, mong cầu những cái thứ dục lạc, chứ không bao giờ chịu buông bỏ, không bao giờ chịu sống ly dục ly ác pháp. Cho nên đi tu, Đức Phật nói rằng không phải ta không thương cha mẹ ta, vợ con ta, ta ở nhà cái chết cũng sẽ đến với ta, với họ. Ta đi để tìm đường cứu ta, và rồi ta sẽ trở về cứu lấy chính họ. Cho nên cuối đời ông vua Tịnh Phạn sắp ra đi, Đức Phật độ được cho cha. Đức Phật đến khuyên răn rằng ông hãy buông hết xuống, cung điện và ngọc kia không phải của ông, con cái kia vốn không phải của ông. Những cái gì trên đời này ông đừng ôm giữ, tất cả đều không phải của ông. Cho nên vua Tịnh Phạn đã giác ngộ và buông xuống hết, ra đi thanh thản. Cho nên Đức Phật đã độ được cho cha, Đức Phật đã độ được cho mẹ kế, bởi vì mẹ kế đã đi theo Đức Phật tu hành, trở thành một trong những thập đại thánh ni. Công chúa Gia Du Đà La, vợ Đức Phật, cũng đi theo Đức Phật và trở thành một những thánh nữ chăm lo cho tăng đoàn, sống đời sống phạm hạnh trong thập đại thánh ni. Con Đức Phật cũng đi theo Đức Phật và trở thành một vị A La Hán, đó là ngài La Hầu La. Chứ ở nhà thờ họ thì đến bao giờ? Cho nên ở nhà thờ cái ông ác, bà ác, thờ cái ông ma vương, bà ma vương. Bởi vì sao họ là ma vương? Bởi vì tâm họ chất chứa.
chứa đầy dục ác. Dục ác là sự phạm giới, phát sanh, tà dâm, nói láo, tranh giành, tranh đua, trộm cướp, uống rượu, nghiện ngập, tham lam lấy của không cho, ăn phi thời, ngủ phi thời, ham thích nằm giường cao độ lớn, ham vui thú dục lạc ca hát, thích trang điểm, tham đắm xác thân. Ma vương là ma vương cái chỗ đó. Cho nên trưởng lão mới nói cha mẹ là ma vương, vợ con là ma vương, anh em là ma vương. Vì họ sống trong đời sống tâm tối khổ đau. Họ ôm giữ lấy những điều họ lầm tưởng là của họ. Họ không có giác ngộ. Thế cho nên ở chung với người xấu ác, hờ ma quân, hờ ma vương. Cho nên Đức Phật mới nói là đứng lầu cao trí tuệ, nhìn kẻ ngu đất bằng. Cho nên khi trở về với dòng họ, anh em thấy nó lao sao, nó tranh giành, mặt mày cau có, cuộc sống thì phóng túng, sống khổ đau, hiểm hận, thì mình là người đứng trên lầu cao rồi, mình không còn những điều ấy. Mình nhìn thấy những kẻ ngu đang khổ đau dưới đất bằng. Cho nên phải tìm các bậc sa môn để giác ngộ, để được hiểu về chân lý, để mà tu theo chân lý, hộ trì chân lý, để mà nhận ra những cái điều mình đã đạt được, để mình như người leo lầu cao, mình không còn hiềm hận, không còn đối kỵ, không còn tham dữ, tâm hồn thanh thản, an lạc vô sự, yêu thương tha thứ, bao dung đủ đầy. Mình sẽ nhìn thấy đứng trên lầu cao ấy, trí tuệ ấy, mình sẽ nhìn thấy những kẻ ngu đang sống tranh giành khổ đau bên dưới. Nó như người ngồi trên bờ sông nhìn những kẻ đang bơi ngụp lặn. Cho nên ở nhà thờ cha kính mẹ hơn là đi tu phỉ báng đạo Phật một cách thậm tệ. Nghe qua thì tưởng hay, nhưng mà sống chung với người ngu, sống với những người tệ bạc, anh em có phải tệ bạc không? Tự chúng ta biết. Nếu anh em không tệ bạc, ta ốm đau, nó sẽ phải bán nhà bán cửa lo cho ta. Nếu anh em không tệ bạc, ta vay nợ của nó vài trăm triệu, nó sẽ không nói gì, nó sẽ bỏ qua. Không trả nó cũng sẽ không nói gì, nó vẫn bỏ qua. Nếu anh em không tệ bạc, ta có trót làm sai, nó cũng tha thứ. Chứ các vị xem anh em các vị nó có tệ bạc hay không, thì cứ thử đi vay nó mấy một chút tiền, xong lâu lâu không trả nó thì biết nó có tệ bạc hay không. Cho nên chúng ta đừng con người sống vô minh. Vô minh thì không biết đâu là đúng, đâu là sai. Nhầm, nhận nhầm. Đức Phật bảo nhận giặc làm cha. Nhận cái chỗ sai trái để mà thờ. Thờ cái chỗ đúng thì không thờ. Đi thờ cái chỗ sai trái. Tôn thờ những điều sai trái. Cho nên chúng ta phải như người đứng lầu cao, tâm hồn sống hạnh phúc thanh thản, chúng ta mới nhìn ra những cái ngu. Hôm qua thầy, hôm nọ thầy có nói chuyện với một anh bạn là lãnh đạo. Thầy có nói, được mất, vô tư đi, vui đi, sống hạnh phúc. Mình sống bằng lòng, không ham, tranh giành địa vị. Mình sống thế này là hạnh phúc lắm rồi, bằng lòng với chính mình. Hơn bao nhiêu con người, mình vui với chính mình. Mình vui làm việc thiện, phúc đức sẽ đủ đầy. Cuộc sống sẽ an vui. Như vậy thì mình còn hơn cái vị ngồi trên cao hơn mình. Đang buồn, đang khổ, đang lo, lo mất, lo được,
lo báo tố, lo che chắn. Cho nên mình sướng hơn cấp trên. Đó là một sự trí tuệ. Đức Phật bảo đứng núi cao trí tuệ, nhìn kẻ ngu đất bằng. Chứ đừng tưởng mình là thông minh giỏi giang, mình đã là trí tuệ. Mà người trí tuệ luôn biết sống hạnh phúc. Người có trí tuệ là người biết sống hạnh phúc, chứ không phải là người có trí tuệ là người thông minh. Thông minh nhưng lại trở thành ngu đần. Cho nên Đức Phật dạy người ngu, kẻ ngu biết mình ngu thì trở thành có trí. Kẻ trí tưởng mình thông minh, kẻ trí tưởng mình trí, hóa lại là trí ngu. Cứ tưởng mình giỏi giang thông minh, nhưng mà mình không biết sống hạnh phúc, không biết sống thanh thản, không biết sống buông xả, không biết sống yêu thương, không biết sống tha thứ. Luôn buồn, luôn khổ, luôn lo, luôn sống trong ác giới thì là kẻ ngu. Thế cho nên dù là tiến sĩ Phật học, dù là nhà khoa học, dù là vương tôn, có khi vẫn là kẻ vô minh. Mà vô minh thì Đức Phật gọi là ngu si. Vì sao ngu si? Vì sống tự làm khổ mình, làm khổ người. Vì sống không có yêu thương, vì sống không có nhẫn nhục, vì sống không biết xả tâm, không biết sống hạnh phúc thanh thản nơi tâm hồn mình. Cho nên sống gì? Sống ôm giữ cái riêng tư, sống tham lam vật chất, sống hiềm hận đối kỵ, sống cả đời khổ đau. Còn người siêng năng chánh thiện, vui làm việc thiện, sống thanh thản an lạc vô sự, quần chúng kính mến, tất cả an hòa, sống yêu thương, tha thứ, nhẫn nhục cần lao, là cái con người có trí. Người có trí tuệ. Trí tuệ không phải ở cái não trạng, mà trí tuệ phát sinh từ cái tâm hồn con người, nhân cách con người. Cho nên gọi là thân giáo tu hành, chứ không ai gọi là cái não tu hành. Não trạng. Đức Phật bảo đầu chúng sinh rối như tổ kén. Cho nên một con người sống thanh thản, an lạc vô sự, yêu thương, cần lao, vui vẻ, hòa đồng, nhẫn nhục, là một con người có trí tuệ. Là một ông tiến sĩ Phật học, đi kiện tụng, tranh giành đất đai tài sản. Là một vị hòa thượng, tranh nhau cái chùa, thì là người còn vô minh. Không phải kẻ trí. Nên tưởng mình có trí, tưởng thông thuộc kinh điển, luận kinh luận sách, nhưng thân giáo còn như vậy, thì là người vẫn còn trong cái vòng cương tỏa của vô minh. Một người nào sống thanh thản, an lạc, là một người có trí, biết tìm đến những giá trị hạnh phúc cho mình, cho người. Là một người có trí, là sống không làm khổ mình, không làm khổ người, không làm khổ tất cả chúng sinh. Hiền lương, nhân ái, nhẫn nhục, bao dung, cần lao việc thiện. Cho nên tránh xa người xấu ác, thân cận bậc trí hiền. Lấy ma quân làm bạn đạo là rèn cái đức tính nhẫn nhục làm đối tượng tu hành. Lấy kẻ tệ bạc làm chỗ giúp đỡ là nhờ có kẻ tệ bạc mà giúp cho ta hiểu ra, giúp cho ta có cái để mà tu. Có người tệ bạc thì cho ta có cái để mà tu. Cho nên có bệnh, luận bảo vương tâm muội, có bệnh lấy bệnh làm thuốc hay. Có bệnh thì mới có cái để mà tu. Lấy cái bệnh đó để mà tập nhiếp phục thân tâm, vượt qua khổ đau, thì có bệnh là có cái cho ta tu. Lấy bệnh làm thuốc hay để cho ta biết được pháp môn của Phật, biết được sự tỉnh ngộ, biết được rằng thân này không phải của ta. Sống thanh thản,
bệnh tật tiêu trừ. Cho nên đi kinh hành để sống thanh thản. Sớm tối đi kinh hành là để giữ tâm thanh thản, để sống thanh thản, lạc quan, tinh tấn, vui tươi trên từng bước chân, để cho ta loại trừ cái bệnh tật khổ đau. Nên đi kinh hành tiêu trừ bệnh tật là như vậy. Đi không kinh hành không phải để đi để thanh phát, đi để cho ta xua tan mệt mỏi, phá hôn trầm mà. Đi kinh hành là để xua tan mệt mỏi, buồn phiền, chướng ngại, phá được hôn trầm. Đi kinh hành mà không hiểu, đi kinh hành lại thành ra cái chỗ mệt mỏi thêm. Cho đi kinh hành vừa sức, đi giữ tâm thanh thản, hướng tới an vui trên từng bước chân, loại bỏ đi chướng ngại, phiền não, khổ đau, bệnh tật. Cho nên hiểu sai, lấy bệnh làm thuốc hay. Hôm nay mình đi kinh hành, thấy nó hết bệnh tật, hóa ra mình nhận ra cái pháp của Phật là một vị thuốc tuyệt vời. Cho nên mới lấy bệnh để cái để mà tu. Cảm ơn bệnh tật mà ta ngộ ra pháp Phật, ta làm chủ được bản thân, gọi là lấy bệnh làm thuốc hay. Lấy ma quân làm bạn đạo, lấy kẻ tệ bạc làm chỗ giúp đỡ, là cái chỗ như vậy. Nên hiểu đạo Phật gần sa môn, gần bậc thiện hữu tri thức, thân cận bậc tu chứng, người ta chỉ bày cho rõ để cho chúng ta hiểu thông suốt những gì cần thông suốt, dứt bỏ những gì cần dứt bỏ, và tu tập những gì cần tu tập. Sanh đã tận, tức là sanh sống khổ đã tận, diệt sanh y đã tận, phạm hạnh đã thành. Người có phạm hạnh là người sống không có khổ đau. Phạm hạnh đã thành, những việc cần làm để tu tập cũng đã làm xong, gánh nặng đã được đặt xuống, tức là đời sống tâm hồn nó không còn khổ đau, không còn trở lui lại đời nào nữa, có nghĩa là vượt qua cửa sinh tử luân hồi. Chúc mọi người lấy bệnh làm thuốc hay, lấy ma quân làm bạn đạo, lấy kẻ tệ bạc làm chỗ giúp đỡ, lấy sự khó khăn làm niềm thích thú, để mà vượt qua mọi chông gai, để mà giác ngộ chân lý, để mà tu hành thành đạo giải thoát. Chúng ta hãy luôn lấy cái niềm đó làm sự nhẫn nhục, vươn lên hướng tới sự giải thoát, để xả tâm ly dục, ly ác pháp, sống yêu thương, nhẫn nhục, vị tha, bằng lòng, ít ham muốn, biết đủ, sống thật là thanh tịnh, tâm hồn nhàn tịnh, an vui, an nhiên. Chúc mọi người một ngày thanh thản, an lạc, hướng tới